Cầu này giây phút thiên liên nhất mang tới cô chú. Dạ, em chào tất cả chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video theo của em ngày hôm nay. Hôm nay cùng em về Sớm Chài để đi xem cái ngày lễ Tống Phong nha cô chú. Đây là một cái lễ cũng rất là lâu năm ở đây luôn, hơn 100 năm ở đây đó. Em biết thì hơn 100 năm rồi. Đây mọi người chuẩn bị đồ đạc hành trang để xíu nữa theo tàu đi thả, giống như là thả tàu tống với được chú. Cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, quốc thế dân an. Không khí hiện tại cũng rất là sôi động luôn nha. Còn một tiếng nữa là mới bắt đầu lễ lắm, nhưng mọi người đã chuẩn bị ra khơi rồi. Ở bến đò Sớm Chài thì anh thấy mọi người đi qua cũng đông lắm. Đây dọc đây có rất là nhiều ghe bà con đang chuẩn bị xong rồi đó. Chống chiên rồi lo kèo kéo nữa. Còn đây là Sớm Chài nè cô chú, miếu bà Sớm Chài. Ở đây mấy chú đang làm cái cổng kìa. Rồi bây giờ cùng em đi tham quan một vòng miếu bà trước khi đi theo tàu đi ra sông thả tàu tổng nha cô chú. Ở đây có một số cô đang đốt lửa rồi thảy muối trong đó nữa. Mấy anh chị chuẩn bị đi nè. Ồ đem mì hấu ở đây nữa hả chị?
Này cái hấu chân tết nè, giá mấy hấu chân tết lắm à. Đem lát ra khơ trẻ luôn hả chú? Ờ, trẻ nhậu. Dạ. Này mấy chị ngồi đây đợi cũng rất là đông nha. Hello. Cái nào cái gì vậy? Dạ đây đó An Giang. Đây đó An Giang nha. Dạ. Tôi thức An Giang luôn. Này mọi người chuẩn bị xíu nữa ra khơi nha. Khoảng mấy giờ vậy anh? Khoảng mấy giờ? 2 giờ mấy lần hả? Dạ. Còn hơn 1 tiếng nữa. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Em ở An Giang qua. Quá rồi, cái trên là An Giang đó đây hả vậy? Đây đó An Giang. Đây đó An Giang. Dạ dạ. Dạ dạ, sớm chài. Sớm chài. Dạ. Đây, ở đây là thuộc khu vực 7 phải không anh? Khu vực 4. Ừ, khu vực 4. Khu vực 7 là ở bên kia. Dạ dạ, cảm ơn mấy anh. Đây mấy cô đang đốt lửa đây nè cô chú. Đây đốt lửa. Lửa cháy quá, cháy muối nổ nè. Cô hỏi cô coi đốt lửa để muối là có ý nghĩa gì? Cô mình đốt lửa để muối là ý nghĩa gì cô? Dạ. Mình đốt lửa để muối là chi với cô? Tại vì cô sống ở đây nè. Dạ. Gia đình cũng cố cụ ông bà xưa nay để lại rồi. Dạ. Phật này là ngày hôm nay là nếu như mình gửi đi cái bệnh của bạn, cái xui thể đi hết theo rồi không gió cũng như bạn trời. Dạ. Đốt lửa để muối đó. Năm nào cô đốt hết ha. Dạ, cũng như ở ngoài đời người ta vẫn cái đốt một lần nhưng mà ở đây cũng kiếm không đi dùng, không dùng cái tự vậy. Dạ. À, mình nói là để cho mình đỡ cái bệnh cái quạng nó xui thể đi hết theo rồi. Không khứ đi hết. Ừ. Dạ. Đó, cái bà cái trài đó. Dạ. Đó, con tên gì đó. Dạ. Nghĩa họ tên đúng không? Cho ngày ngày mấy ngày mấy con tụi con bà con để lợi là ngày ngày đóng gió con bà cái trài. Dạ. Dạ. Đi cái bệnh cái quạng cái tai nạn đi hết rồi đó. Dạ. Từ đầu năm cũng cuối năm vậy đó. Dạ. Con cảm ơn cô nhiều nha. Tại vì cô sống đây lâu chưa cô? Cô nhỏ lắm vậy đây. Dạ, mấy chục năm nay. Dạ dạ. Nhà con đây hả? Dạ dạ. Cô thấy gì cô? Dạ nói theo. Dạ, con cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe nha. Xin lỗi anh. Dạ dạ, con cảm ơn cô. Mọi người đi ở đây cũng sớm lắm chú. Đây là đống lửa nè. Còn bên đây là mấy anh đang làm cái cửa ngõ hay gì đó. Đây, xong hay gì nè. Đây. Anh cái này gọi là cái gì anh? Bạn bạn ống á. Dạ. Đây làm cái bàn xíu nữa cúng nha cô chú. Ở đây có cô chú ở nước ngoài cũng đến đây để cho biết lễ hội Tống Phong ở Sớm Chài. Ngày này rất là vui nha cô chú. Dự kiến hôm nay sẽ rất là đông luôn đó. Chút xíu nữa sẽ đi lên cái xà lan này nè. Đó. Là miếu bà Sớm Chài. Thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đây. Đây là chiếc tàu này cô chú. Miếu bà Sớm Chài. Con chào chú cho con biết cái ý nghĩa của cái ngày lễ này được không chú? Dạ được. Dạ. Ý nghĩa của ngày này là một ý nghĩa gì hết chú? Cái lễ hội này là lễ hội của nghề bà cậu. Dạ. Kêu là rằm tháng giêng là thượng điền. Dạ. Thượng điền là lớn nhất trong cái năm đó. Thành thử đầu năm mà cái thượng điền là phải làm. Tại vì người dân chài lưới là phải thề bà cậu. Mà để cho mưa thuận gió hòa để bà dân chúng làm ăn cho khấm khá. Dạ.
đó là bởi vì thành lập cái lễ này. Dạ, là bao nhiêu năm hả chú? Cái này á là theo tôi cũng biết đó, ông ngoại tôi với ông nội tôi thì trăm mấy chục tuổi mà cũng chưa biết nữa. Dạ. Tôi mới có 65 tuổi à, thành thử tôi không khẳng định được. Dạ. Nhưng mà tôi biết rằng từ ông tôi kể lại là nếu mà cái này á là thành lập là xóm chài là dân chài lứ là có cái miếu này. Dạ. Đó. Là chú giữ miếu này là bao nhiêu lâu rồi? Tôi làm thì chắc ở 30 năm nhưng dạ. mà giữ được chắc khoảng mười mấy năm. Mười mấy năm rồi. Rồi tại dạ. ông già tôi đã có giữ cái miếng này rồi. Dạ dạ. Ông già mất rồi nữa tôi duy trì lại. Dạ. Hàng năm là khoảng ngày mấy đến ngày mấy là diễn ra cái lễ hội này chú? Ngày 12 tháng Giêng. Dạ. Tới ngày 12 là vô đám. Dạ. Vô đám là chiều 12 là nhạc lễ rước bà về. Dạ. Sáng 13 8 giờ đến 9 giờ là cúng heo trắng, heo quay. Dạ. Gà rồi cháo lao đó là ngày đó là để giúp bà cúng bà đó là ngày chính. Dạ 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 con cũng cảm ơn chú, con chúc chú nhiều sức khỏe nha, chúc bà con ở đây làm ăn mưa thuận gió hòa. Dạ, con cảm ơn chú trong đại điều phát minh hẹn con hẹn chú vài bữa gặp lại. Dạ, dạ. Dạ con cảm ơn chú. Thì vác bia người vác nước đá chuẩn bị đi xuống ghe của chú. Rất là nhiều ghế xong luôn rồi kìa. Đó có mua lăng nữa kìa cô chú. Quá sôi động rồi. Bên kia mua lăng.
chú. Một lát nữa ra khơi là chọi mấy cái này nữa ha anh. Đúng rồi. À, cái đây là chỉ là mọi người làm muộn thôi, còn tất cả những cái tàu bên kia là những cái tàu mà đưa du khách đi ra chợ cái răng á. Nó làm sẵn rồi hết phải không? Người ta đã làm sẵn phía sau hết rồi. Một khi mà di chuyển tới cầu Quang Trung đúng không? À. Thì mọi người bắt đầu sẽ móc ra những vũ khí đó, sẽ tạc với nhau, nhưng mà ý nghĩa không phải là mình như thế nào hết, mà giống như là cũng như là mình gọi vui thôi. Những, gọi cửa những cái gì đó là không may sẽ theo cái dòng nước mà cho đi hết. À. Đang chuẩn bị đạn dược nè. Đó, nước. Quá trời đạn luôn rồi nè. Đây bắt đầu cho nước rồi nè cô chú, rất là vui. Quá sớm rồi. Đây chạy rồi. Cano nữa anh. Mọi người xuống ghe đông lắm luôn rồi nè. Đây là ghe của mấy anh chị mướn á. Nước cũng đã lên cũng gần lớn rồi đó.
bị xuống mà ha. Quay đầu lại.
Thank you.
đại dương của chú. Bên kia có ghe Phú Lăng bắn pháo bom bên kia luôn. Hàng trăm ghe luôn. Quá gì đâu mày. Tới cầu Quang Trung là đảo lại nè cô chú. Đông luôn rồi chú ơi.
bay con lai cam xém rớt xong rồi cô chú. Ở dưới tàu nó bay nó khó hơn trên bờ nhiều lắm. Đi bộ Cần Thơ cô chú. Nhìn
rất là đẹp. Đây hàng trăm ghe đang xa với sao luôn. Thank you.
Và các bạn và các bà con sớm chài được một năm mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, kiến chúc tất cả sức khỏe, năm mới bình an, vạn sự như ý. Em xin cảm ơn tất cả các chú anh chị bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh này đó, gian của em. Hẹn gặp lại của chú anh chị và bạn trong các video lần sau nha. Đây, thả tàu xong rồi, mọi người chuẩn bị nhảy xong nè, té nước. Rất là đông vui. Thank you.
rất là nguy hiểm. Nay đi quay về thì gặp một bà ngồi ở đây nè, bà than khổ á. Bà sao bà than khổ vậy? À? Sao bà than khổ vậy? Tiểu đường 3 mét rồi con ơi. Dạ dạ. Rồi. Dạ. Tiêm 3 hở 3 lá luôn. Dạ. Rồi chị bệnh thì sao bà? Mắt mờ luôn. Dạ, hình như là con gặp bà ở trong lần trước con về đây rồi phải không ta? Có, về đây có cho bà 5 triệu rưỡi rồi đó, cái bà chị rỡ cái mắt. À. Đi mổ nó không cho. Dạ. Nó mổ không được thôi bà cái gì bà sống vậy đi. Được dạ. Nhiều hay nhiều mà bà hết thì nhà bà gần đây không? Dạ, mướn nhà trọ đây nè con. Dạ, số điện thoại bà số mấy bà? Bà không có điện thoại, có gì con hả? Có. Dạ. Con bà số mấy biết không bà? Bà không biết mà 73 đuôi để bà về bà họ nói cho con nghe. Dạ dạ, để con coi có ai giúp đỡ cô á, cái người ta điện cho cô. Dạ. Cô về cô khổ quá con, nhiều thuốc. Tháng chị bệnh nhiêu tiền bà? Hả? Tháng chị bệnh nhiêu tiền? Tháng bà chị bệnh tới mấy triệu lận. Dạ, mấy triệu rồi. Dạ, không có tiền. Người ta chuyện đi vài bữa đi mà không có tiền. Hiện tại bà sống với ai? Sống với nhỏ con gái út mà nó thiếu nợ, nó trốn lên Sài Gòn, còn ở mình anh bà. Ở gần đây không bà? Ở gần đây nè. Dạ, dạ. Rồi hằng ngày bà làm gì sống? Hả? Hằng ngày làm gì sống? Bà ngồi ngay đó, rồi con đứa này cho 10.000-20.000 chị cái sống bậy đến có gì nó mấy nó dạ, dạ, rồi. Dạ. Bà để dành tiền mua thuốc chứ không dám ăn xài vậy chứ con ơi. Dạ. Bữa nay có duyên trở lại đây gặp bà. Bởi vậy thì con thay mặt cho chú Lê Hoàng Thạch tặng bà một món quà nhỏ nha. Con bà có mà có gì mà nói chuyện bà mang lên con suốt đời luôn. Dạ, đây bà. Chú Lê Hoàng Thạch tặng cho bà 500.000 nè. Dạ. Dạ. Đây của chú Lê Hoàng Thạch phải của con nha bà. Cảm ơn chú Lê Hoàng Thạch dữ lắm. Dạ, để dạ. Giúp đỡ cho người khổ sở không thấy đường nè. Dạ dạ. Dạ rồi, con về các bạn, chúc bà khỏe nha. Ừ. Rồi chúc bà hết bệnh. Bây giờ là cô để con lại cô xin số điện thoại được không? Cô điện cho bà được không? Có ai mà cho cái con điện ngay chân con lại ngay chỗ tiệm hủ tiếu bà. Hủ tiếu gì bà? Hủ tiếu đây nè. Ồ. Đây nè, đi bệnh. Vừa rồi thì em gặp một bà nói là hoàn cảnh khó khăn, theo xin mua thuốc uống á, thì em cũng thay mặt cho chú Lê Hoàng Thạch gửi cho bà là 500.000. Rồi bà dắt em đi vòng nãy giờ cũng không có tới nhà luôn, nên em không có giúp được nữa, nên em thay mặt cho chú Lê Hoàng Thạch gửi cho bà 500.000 thôi. Bà nói nhà của bà là chân đây nè, nhưng mà đi nãy giờ thì không có thấy tới. Rồi nãy giờ cái bà dắt vô chỗ bán hủ tiếu rồi kêu ly nước uống, em cũng không biết sao nữa, nên em xin phép bà về luôn. Có gì có duyên lần sau thì em sẽ gặp bà lại. Trong video ngày hôm nay thì em có sử dụng số tiền của chú Lê Hoàng Thạch là 500.000 để tặng cho bà. Số tiền còn lại là 3.300.000. Con sẽ dùng cho các video lần sau. Con thành cảm ơn rất là nhiều. Tới đây thì em cũng xin kết thúc video em ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn trong các video lần sau nha.